Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Chắc vậy rồi anh em ơi. Ôi đứa này, nó câu liệu này. Sợ bại quá nhỉ. Câu liệu cả. Rát thật hẳn là câu liệu cả. Mình sợ bạn quá rồi nha, ok. Đây rồi. Ống nhật các kiểu này, đồ khá là ngon nha mọi người. Tất nhiên là kẹo sẽ lượm thêm máu thôi nha em. 7 thứ máu như này là ổn rồi. Ok. Thêm mà đại 1 nhé. Đây con này anh em ơi. Chỉ còn lại có 30 ốc chưa nữa ở trong cái ván đấu này mà thôi. Chúng ta sẽ cùng cố gắng và kiếm top 1 đó anh em. Let's go, kẹo sẽ thử chạy qua cái khu vực ngoài này coi. Các bạn là hiện tại thì kẹo đã thấy ai đâu. Đây mọi người ơi, mình sẽ chạy qua phía này nha anh em. Đó, có nghe một cái đường giáp này, ok. Ăn luôn nhỉ, mà có được một cái giáp chống nổ luôn, quá đã. Ba mươi người chơi nữa mà thôi. Ok đây không? Qua phía này. Đây rồi các bạn ơi, mình sẽ chạy xuống phía dưới coi nào. Ui. Người đâu người đâu? Không có bạn ai cả, buồn ghê ta. Ok. Có được một cái ba lô ba nhá, tuyệt vời. Ba lô ba thì anh em có thể là chứa vô cùng là nhiều đồ và đậu xanh. Định lái xe hả mây? Ui, định lái xe hả mây? Ok. Lại còn dựng bom cao nữa cả. Ghê vậy, quên nữa hả? What the hell? What the hell anh em ơi? Làm gì mà căng hả bạn ơi? Mình còn máu cái đá à? May là mình có ai thì đang có nhân vật Hazato nhá. Nên là lật kèo cũng khá là dễ thôi anh em ơi. Đây rồi. Ok, anh sẽ cố thứ một nha mọi người. Let's go. Chạy xuống phía dưới và chúng ta sẽ loot thêm đồ nào anh em. Chắc chắn là sẽ có thêm khá là nhiều đồ nhá. Ok ok mọi người. Xem là có món gì nào. Ui. Rất là nhiều đạn súng tiểu liên nha mọi người. Ok. Lựu choán thì mình nghĩ là chẳng cần nhiều đâu. Quan trọng là mình cần đó là bom keo thôi. À, có tiếng nạp đạn khá là gần này, đậu xanh, mày nghe trên tròi à? Trên tròi phải không? Hình như là vậy anh em ơi. Kẹo nghe thì tiếng nạp đạn mà anh em. Đấy hả? Ui, chạy hả? Chạy hả? Chạy hả? Ui, chạy hả? Chạy đâu vậy hả mây? Ui, chạy hả? Chạy hả? Ui, chạy hả? Ui, chạy hả em ơi? Ok. Đã xong nhé, mình sẽ còn món cái đã. Quấn máu luôn vào ngay chứ ngại gì. Đậu xanh, ok ok anh em. Thì ra ngồi mãi trên tròi cơ à. Let's go nào mọi người ơi. Đây, tiếp tục lên xe quấn máu và chạy thôi nào. Hai mươi ba người chân hả để coi anh em. Chúng ta sẽ phải chạy lên trên cái khu này cái đã. Đây, mình sẽ vòng lại cái khu vực UAV nhưng mà thằng nào bắn nổ mất tiêu rồi. Nên là thôi nha anh em. Chúng ta sẽ ghé qua xưởng cơ khí một xíu nhá. Ui. Xe không lên được anh em ơi, nhỏ vậy. Ui. Làm quả đó là xe không lên được thì hơi chán nhá. Thế rồi anh em. Xe nó chỉ lên được bên này thôi nha em ơi. Chạy lên quanh chỗ này coi biết được sẽ còn thêm bạn nhá. Ui ui ui. À đây. Mình sẽ sử dụng cái hộp thông tin coi xem là vòng mod tiếp theo sẽ thu tại đâu nha. Ngay phía này có thính này anh em ơi, chuẩn bị là qua lượm thính thôi nào. Đó.
đang có thính rồi nha anh em, lượm thôi. Ok, đây có qua luôn cho anh, ngại gì các chú hả? Uầy, chỉ là thính FD mà thôi nên là kẹo hơi chán nhá. À đây, đậu xanh. Đậu xanh, uầy, đậu xanh làm gì vậy? Đậu xanh làm gì vậy? Dựng bong keo cả, ok. Chạy mất tiêu vào trong nhà rồi nha em ơi. Hả, à, chạy mất tiêu vào trong nhà rồi cả, ok đây rồi. Đây rồi em ơi, làm gì mà căng. Từ từ các bạn ơi, đây. Mình sẽ cứu nó theo cái đường lối này. Đó, và chạy lên rồi nhá. Ok, nhảy lên cái đá nhá. Có thể lên tầng 2 rồi các bạn ơi. Đây à, qua đây à, qua đây à, qua đây à, qua đây à, ok. Xanh mộ cho em ơi. Quần máu thế nào anh em? Kẹo đã có được mạng thứ 7 ở trong cái ván đấu này rồi nha. Ok, loot thêm từ máu này các bạn ơi. Mình sẽ tiếp tục thêm máu nhá. 7 kill rồi, ngon. Xuống lấy xe và chúng ta sẽ lại tiếp tục đi săn mạng thôi nào anh em ơi. Xe mình đi rồi. Ơ, bữa nay không gỡ được xe à? Ôi, bữa nay không gỡ được xe anh em ơi. Nếu mà bom keo dựng vào xe là nó tự vỡ luôn này. Thôi xong, đậu xanh. Quả này mất xe rồi các bạn ơi. Thôi kệ vậy. Mất xe thì chúng ta sẽ phải đánh đi bộ mà thôi. Let's go. Bây giờ thì mình sẽ đi bộ lên khu cổng trời một xíu nha anh em. Chán quá nhỉ. Đáng lẽ ra là chúng ta sẽ có xe để chạy cơ, nhưng mà mất xe mất tiêu rồi. Chạy bộ cho nó khỏe chân. Đây đây, thính mới nha em ơi, ngay phía trên này. Nếu mà kiếm được Goza thì ngon. Lên luôn nhỉ, chẳng nhẽ là kẹo lại phải ngại các bạn cơ. Ok. Goza này, úi dồi ôi, thơm thật. Thơm thật, ngon thật anh em ơi, có ngay Goza nhá. Thế này quá ổn rồi. Đây cơ, kẹo lên cổng chờ một xíu nha anh em. Lên thẳng phía trên luôn nhỉ. Súng format giả kim đẹp quá anh ơi, thì nó vẫn đẹp mà em. Kẹo lên cổng trời rồi, nhưng chưa thấy ai nên là kẹo sẽ tranh thủ ăn cái đấm 3 của nó nhá. Ăn là nó tăng thêm EP đấy anh em. Ok. What the hell? Chưa thấy thêm một ai nữa cả các bạn ơi. Kiếm người có vẻ như là khó khăn quá nhỉ. Chắc là ở khu dân cư cũng khá là đông người nhá. Bo tiếp theo sẽ thu tại khu dân cư nhé anh em. Chưa thấy người đâu cả, vắng quá ta. Nó lại vắng quá nhỉ anh em. Phát này kẹo chịu rồi. Ok, kẹo sẽ cố top 1 nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ lại có thêm được túi thôi nhá. À đây rồi. À đây rồi, ui. À đây rồi. Ngay chỗ này cơ em ơi. Mày chạy đâu hả em ơi? Ok, anh xem chú chạy đâu nhá. Chạy đâu em ơi? Ui. Chạy đâu em ơi? Xanh mộ cho em. Trời ơi, lại còn tính kill xích kẹo nữa cả. Tính kill xích kẹo nữa thì ghê rồi. Ok, các bạn ơi. À, mình sẽ cần lượm thêm đạn súng trường nha anh em. Thêm 30 viên đạn này, ok. Được ngay trên đầu nhá. Chạy qua đây để săn nó luôn nhỉ. À, mày đâu. Mày đâu rồi em ơi. Chắc là mình sẽ chạy luôn lên phía trên anh em ơi. Đừng tưởng là phía trên mà ngon nha em đây. Anh chạy luôn, anh chơi chủ luôn nhá.
À, xây nhau mà chỉ có vẻ như là căng quá nhỉ anh em. Xây nhau mà trên căng quá nhỉ. À, hay rồi nha. Được rồi. Bạn làm mình sợ quá rồi đấy. Ok. Cầm sẵn Goza này. Đây rồi. Nó đây các bạn ơi, nó đây các bạn ơi. Nó ngay đây anh em ơi. Cậu sẽ làm gì vậy? Ui. Làm gì vậy? À, hầu gái à? Qua đây em ơi. Qua đây hầu gái ơi, qua đây hầu gái ơi và ok. Lên bảng đếm số nhé hầu gái. Kẹo sẽ lượm thêm bom keo nha anh em. Ủa? Lại full ba lô đấy hả? Full ba lô hoài vậy? Ok các bạn ơi. Đây go. À các bạn là mình có tận 9 túi thương cơ. Ok. Ít túi thương thôi anh em ơi, không cần quá nhiều túi thương đâu. Đây như vậy là hiện tại chỉ còn lại đó là 7 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này. Và tương tự như vậy thì kẹo cũng đã có cho mình được 7 kill nha. Wow. Chạy thẳng theo phía đây coi anh em. Chuẩn bị là chúng ta sẽ kiếm thêm được mạng thứ 9 nhá. À đâu, mạng thứ 8 anh em ơi. Sorry anh em là kẹo hơi nhầm xíu nhá. Ok. Let's go này các bạn. Chạy xuống dưới cái đã anh em ơi. À đậu xanh phía trên nào. Sấy kẹo à, sấy kẹo à, ui. Sấy kẹo Hải ơi, sấy kẹo Hải ơi. Vỡ đầu, trời ơi easy. Mày tưởng sấy kẹo mà dễ à, tưởng là ăn kẹo mà dễ hả em ơi. Ok anh em. Đây rồi. Let's go nào các bạn ơi. Ui. Bắn lộn. Nhưng mà kẹo có giảm thay này không sao nhá. Bây giờ mình sẽ xem là thủ tại cái trò này thì quá là ổn rồi nha. Đây anh em ơi. Lên trò thủ là quá là ngon rồi nhá. Ok mọi người ơi. Đây ngồi tạm trò này. Và chúng ta sẽ cùng kiếm thêm mạng nào anh em. Ui. Qua được cái chòi ở giữa kia mới là ngon anh em ơi. Chòi này thật sự là không có ngon lắm nhưng mà thôi kệ kệ anh em ơi. Đây. Qua luôn phía này nha các bạn ơi. Wow. Bo thu rồi, không thấy ai chạy bo cả. Ở đây. Một đứa lên chòi nhá. Ôi. Một đứa lên chòi nhá. Ui. Một đứa lên chòi nhá. Ok đã xong. Còn một đứa nữa ở trên nữa thì phải anh em ơi. Gắt à nha. Và kẻ đã có cho mình được 20 kill rồi nha em ơi. Ui. Từ từ các bạn ơi. Bo thu mãi phía dưới cơ. Ok. Nên là mình sẽ tranh thủ mình chạy xuống phía dưới nha anh em. Bo thu phần này hơi gắt này. Ui có khi là bo lại thu dưới biển đấy chứ anh em. Gắt quá mà sao chơi hả các bạn ơi. Đây 22 giây nữa thì bo sẽ thu lại nha mọi người. Hơi gắt thật. Check phía dưới cái đá anh em ơi. Kiểu gì là phía dưới cũng đã có người rồi nhá anh em. Gắt như này ai chơi hả các bạn ơi. Ok. Có xe máy ở dưới mà. Khả năng cao là có người ở dưới anh em ơi. Ok. Cả đường chỗ này là công nhận là hơi bị nguy hiểm đấy. Từ từ. Chưa thì đứa nào lộ diện cả. Năm đứa nữa cơ mà. Trên cầu này. Trên cầu có một đứa anh em ơi. Gắt vậy anh em. Ui. Đấu này chơi gắt quá cơ. Đấu này chơi gắt quá cơ. Từ từ. Kẹo xuống dưới trước cái đã. Ở đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Ui. Đậu xanh chạy bo thôi. Ghê vậy anh em ơi. Ok đã xong này. Tuyệt vời nha anh em. Còn hai mạng nữa nha các bạn ơi. Đây. Kẹo có 3 bằng keo nha. Đứng tạm đây này các bạn ơi. Phía trên này chỗ nó cũng khá là khó để ăn được kẹo nhá. Ok mọi người. Ui. Bọn này hơi căng anh em ơi.
Bên này căng phết nhỉ các bạn ơi. Bật ván lên thôi anh em ơi. Đây. Chuẩn bị trận đấu thôi nào anh em. À đây rồi. À đây rồi, đậu xanh. Ui đậu xanh. Ui đậu xanh này. Ok đã xong nhá. Còn máu nữa các bạn ơi. Ok ok. Một thằng nữa chắc là đang ở trên cầu này. Bo này lại là một cái bo ngàn năm có một rồi các bạn ơi. Bo này gắt chưa anh em. Thằng kia đang ở trên cầu nhá. Ui. Gắt quá nhỉ các bạn ơi. Chắc là nó không nhảy cầu đâu. Thôi xong thôi xong. Bây giờ là cuộc thi quần máu rồi anh em ơi. Cả bo siêu hiếm này. Nó bo dưới biển như này thì nó hơi bị hiếm anh em ơi. Khá là hiếm nha anh em. Ui đang đứng ở trên mặt nhau à. Làm gì căng xuống đây bạn ơi này. Có giỏi xuống đây bạn ơi. Đừng tưởng là kẹo sợ bạn nhá. Có giỏi xuống đây em ơi. Bây giờ mới là căng này các bạn ơi. Gắt thật gắt thật. Bo thu tại đâu vậy nhỉ. Gắt qua nha em ơi, từ từ. Từ cái đã nhá. Uầy. Bo thu lại rồi nha em ơi. Bo thu lại rồi các bạn ơi. Ok. Thì kia chắc là xanh mộ với kẹo rồi. Úi dồi ôi tuyệt vời. Quẩy thôi nha em. Nhưng giống rồi mọi người ơi. Đó lúc nãy là có một đứa ngay trên cầu nhá. Tuyệt vời. Quẩy nó nha em. Quá đã. Trời ơi, top 1 với 11 kill. Ok. Anh em thấy ghê chưa? Với quả bo siêu hiếm nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.